Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với những nội dung đáng chú ý sau đây. Các cấp học trên địa bàn của thành phố Lai Châu hân hoan đến trường đón chào năm học mới 2020-2021. Trung tâm Y tế huyện Mường Tè chỉ đạo trạm y tế các xã trên toàn huyện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Tân Uyên 20 năm xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, vào sáng nay ngày 3 tháng 9, gần 150.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh Lai Châu đã tựu trường chào đón năm học mới 2020-2021. Ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, không khí ngày tựu trường rộn ràng ở mọi cấp học. Năm học 2020-2021, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Thèn Sin có 19 lớp với 399 học sinh ở 3 điểm trường, trong đó có 138 học sinh ở bán trú. Trong năm học này, trường có 4 lớp 1 với 76 học sinh. Ngày đầu tiên tựu trường đã có đến 90% học sinh đến trường. Khi đến trường, các em đã được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và đặc biệt là nhà trường đã tổ chức nấu ăn ngay cho các em học sinh bán trú và thực hiện giãn cách, bố trí suất ăn riêng theo chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn bộ học sinh khối lớp 1 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Thèn Sin, huyện Tam Đường được bố trí đầy đủ bộ sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục cũng như của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Đường, nhà trường thực hiện nghiêm túc cái sự chỉ đạo của phòng. Việc đầu tiên là đón học sinh tự trường bắt đầu từ ngày mùng 3, nhưng trong cái công tác chuẩn bị thì nhà trường đã thực hiện từ ngày mùng 1, đã tuyên truyền vận động đến tận bản, vừa làm công tác tuyển sinh vừa làm công tác phổ cập. Đến nay thì tỷ lệ học sinh đến trường tại thời điểm này được khoảng 90%. Và nhà trường đã tổ chức tất cả các hoạt động thực hiện cái nhiệm vụ năm học như là trong cái năm học 2019-2020, đó là đón học sinh ăn nghỉ tại trường học sinh bán trú ngay từ hôm nay. Đặc biệt là các em học sinh nhỏ tuổi, nhà trường vận động phụ huynh là đưa các cháu đến và đảm bảo nơi ăn trốn nghỉ cho các cháu, đảm bảo đủ điều kiện cho các cháu học tập về sách vở cũng như đồ dùng học tập. Đến thời điểm này nhà trường đủ các điều kiện để thực hiện cái nhiệm vụ năm học mới 2020-2021 và đảm bảo mọi điều kiện về phòng chống dịch, đặc biệt là chống dịch COVID ngay từ cổng trường. Việc đo thân nhiệt cũng như của giáo viên, học sinh và phụ huynh thì đến trường đều được kiểm soát rất chặt chẽ. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, trong buổi sáng nay, toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh có mặt đông đủ để vệ sinh trường lớp, nhà bán trú, đồ dùng bán trú, đồng thời phân chia học sinh, lớp, đầu cấp và cấp phát vở viết, sách giáo khoa cho các em học sinh. Nhà trường cũng đã xây dựng phương án chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Xin Suối Hồ có 13 lớp với 505 em học sinh. Trong đó có 347 học sinh ở bán trú. Thực hiện theo cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ngành như Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ, thì nhà trường cũng đã cho học sinh tựu trường đúng thời gian quy định, đó là ngày 3 tháng 9. Và ngay buổi sáng nay thì chúng tôi đã cho học sinh tiến hành là dọn các phòng ở bán trú, dọn khu lớp học, vân vân, và chuẩn bị là đã kịp thời triển khai chỉ đạo cho các bộ phận phụ trách về văn phòng thiết bị là cấp vở viết và sách giáo khoa cho các em học sinh, cũng như là chuẩn bị về công tác phòng chống dịch tốt nhất để đảm bảo theo cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ngành. Trong buổi sáng nay, các trường học trên địa bàn của tỉnh tổ chức đón học sinh từ rất sớm. Công tác phân luồng, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn được các nhà trường thực hiện nghiêm.
Sau hơn một tháng nghỉ hè, các em học sinh háo hức khi được gặp lại bạn bè, thầy cô. Đối với học sinh đầu cấp, dù có chút bỡ ngỡ, rụt rè, nhưng vẫn rất phấn khởi khi đến với môi trường học tập mới. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, các trường tổ chức nấu ăn ngay cho các em học sinh ở bán trú, trong đó thì đảm bảo về các quy định phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với học sinh khối lớp 1, các trường đã được cấp đủ sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới. Các trường tiếp tục hoàn thiện công tác vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn để sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, trong ngày tựu trường, học sinh từ bậc học tiểu học đến trung học phổ thông đến trường tương đối đầy đủ. Thưa quý vị, hòa chung với không khí tựu trường trên cả nước và sáng nay, học sinh các cấp học trên địa bàn của thành phố Lai Châu đã hân hoan đến trường chào đón năm học mới. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngã đường dẫn vào các trường học trên địa bàn thành phố, các cháu học sinh đều mặc những bộ đồng phục thật mới, được cha mẹ đưa đến trường. Mỗi trường học với những màu sắc kiểu dáng đồng phục riêng đã tạo nên sắc màu đa dạng tươi mới cho ngày tựu trường. Rất nhiều phụ huynh đã gác lại công việc để đưa con em mình tới trường. Cháu cho tôi học lớp 3-6. Và để chuẩn bị cho cái ngày tựu trường thì gia đình cũng đã sắm sửa các đồ dùng học tập cho cháu đầy đủ. Và để cho cái chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường thì gia đình đã gọi cháu từ lúc 6 giờ và để đến tập trung theo cái hướng dẫn của nhà trường. Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, trường tiểu học Tân Phong đã bố trí cho từng giáo viên được phân công phụ trách các lớp tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp đúng thời gian quy định, đồng thời cũng đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cũng như đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, như kiểm tra nhiệt độ cho học sinh từ nhà, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tại cổng trường và các lớp học. Hôm nay là ngày tựu trường, thì chúng tôi để chuẩn bị cho các con vào lớp, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị dạy học. Về công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên là nhắn tin cho phụ huynh trên nhóm Zalo lớp yêu cầu là ngày đầu tiên tựu trường các con phải trước khi đến lớp phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Nếu có trường hợp sốt thì báo với lại với cô giáo chủ nhiệm. Và ở các vị trí cổng trường cũng như là cầu thang lớp học chúng tôi đều bố trí nước sát khuẩn cho các bậc phụ huynh. Và khi phụ huynh đến trường thì chúng tôi cũng đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn phụ huynh đảm bảo giãn cách để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID. Cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tựu trường và học sinh đến trường đầy đủ. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Tân Phong có 955 học sinh học tại 22 lớp. Riêng khối lớp 1, nhà trường sẽ đón 164 em học sinh. Để các em học sinh lớp 1 không bỡ ngỡ, nhà trường đã phân công cho từng thầy cô giáo phụ trách các lớp hướng dẫn cho các em tác phong ngồi học một cách thuận lợi và phù hợp nhất. Hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên của các bạn học sinh nhỏ, nhất là đối với các bạn học sinh nhỏ lớp 1 thì là rất chỉ là bỡ ngỡ. Thế thì tôi cũng rất tích cực trong cái việc mà tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để đưa con em đến trường làm sao đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn các em làm quen với trường lớp và hướng dẫn các em thích nghi với môi trường học tập sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất ạ. Cũng trong sáng nay, 1036 em học sinh của trường Trung học cơ sở Đoàn Kết bước vào năm học mới trong không khí tưng bừng và phấn khởi. Để ngày tựu trường học sinh đến đầy đủ, nhà trường cũng đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh cho con em mình đến trường đúng vào thời gian quy định. Đồng thời, khi học sinh đến trường đều thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, từ đeo khẩu trang, sát khuẩn. Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết cũng làm tốt công tác huy động 100% học sinh ra lớp. Và để tổ chức cho các em ngày tựu trường thật ý nghĩa và ấn tượng ngay từ đầu năm học, nhà trường đã bố trí vệ sinh và tạo cảnh quan trường lớp sáng xanh sạch đẹp, đồng thời là triển khai các cái phương án phòng chống dịch bệnh như là nước rửa tay sát khuẩn và các cái biểu thông tin truyền thông tuyên truyền tới các em học sinh, đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh tự đo thân nhiệt ở tại nhà và chuẩn bị các cái dung dịch sát khuẩn cá nhân nếu cần cũng như là các phương tiện thiết yếu nhất và đồng thời tuyên truyền tới toàn thể cha mẹ học sinh về hướng dẫn chuẩn bị các cái đồ dùng sách vở học tập cho học sinh trong năm học. Qua ngày tựu trường của các trường trên địa bàn thành phố Lai Châu đã sẵn sàng cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tới và chào đón một năm học mới với nhiều thành công.
Thưa quý vị, những ngày này ở rất nhiều xã biên giới khó khăn, các thầy cô giáo lại tỏa đi khắp các bản để vận động các bậc phụ huynh cho con em mình đến trường đúng ngày khai giảng và ở bán trú tại nhà trường. Thầy cô ở nơi đây như những cánh chim không mỏi, chăm chút và thương yêu cho đàn con của mình. Cả tuần nay, cứ khi mặt trời vừa tắt, con gà vừa lên chuồng là các thầy cô giáo trường mầm non phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học, trung học cơ sở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn lại tỏa đi các bản. Ban ngày bà con đi làm nương, tối đến mới về nhà. Vì thế các thầy cô tranh thủ từng phút để đến từng gia đình vận động phụ huynh học sinh cho con ra lớp đúng ngày khai giảng. Nghe cô giáo dặn mình đã đưa cả ba con đến trường khai giảng, mình đã chuẩn bị quần áo và bút mực cho con đầy đủ rồi. Cứ đầu năm thì trước khai giảng khoảng nửa tháng thì anh em cán bộ giáo viên của các đơn vị trường cũng kết hợp cùng với lại ban chỉ đạo của xã, cùng với kết hợp với lại cán bộ của xã thì đi vận động bà con ở trên các điểm bản và đưa học sinh xuống học đầy đủ. Những cái chặng đường mà chúng tôi phải đi qua thì để mà nói thì nó rất là vất vả. Và cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ nhất đó là có những hôm chúng tôi đi là cuốn xích vào lốp xe hoặc là cuốn dây chun vào lốp xe thì đó là những người bạn của chúng tôi. Chúng tôi thường là cho những người bạn của chúng tôi vào trong cốp mà đến những cái đoạn mà đường lầy, đường khó đi, trơn trượt mà không bò lên dốc được thì chúng tôi phải cuốn xích vào để tạo cái đà, tạo cái ma sát để bò lên cái đoạn dốc trơn trượt. Trước kia, tỷ lệ bà con dân tộc Mảng không biết chữ rất cao. Nhưng nay khác rồi, thầy cô đã thắp lên trong các em học sinh ngọn lửa hiếu học. Và cũng nhờ đó, phụ huynh người Mảng đã không còn chỉ biết ngày ngày lên nương kiếm củ sắn bắp ngô để đổi rượu uống cả ngày. Năm học 18-19 thì là nhà trường thì là cũng là lần đầu tiên là có học sinh lớp 9 là đạt giải nhì môn văn của cấp huyện. Và nhà trường thì từ chỗ đó là vẫn phân công các thầy cô giáo là tiếp tục là hướng dẫn ôn luyện cho các em để tạo những cái nguồn cho những cái năm sau. Những luống rau này đang được vun lên bằng tất cả lòng thương yêu học sinh, giúp các em cải thiện bữa ăn bán trú trong năm học mới. Các thầy cô giáo vùng cao đang nỗ lực bám trường bám lớp, bền bỉ gieo chữ trồng người. Họ đang viết thêm những trang đẹp nhất trong sự nghiệp gieo chữ trồng người của nền giáo dục nước nhà. Hơn 100 bức tranh được trưng bày thu hút đông đảo nhiều phụ huynh, các em thiếu nhi đến tham quan. Các tác phẩm tập trung vào chủ đề về vẻ đẹp phong cảnh, con người quê hương Lai Châu, đất nước Việt Nam, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 do 30 bạn trẻ, thiếu niên nhi đồng của câu lạc bộ Mỹ thuật sáng tạo nhí Lai Châu thực hiện. Với mục đích nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường, quảng bá vẻ đẹp của con người và cảnh đẹp thiên nhiên, quê hương Lai Châu và đất nước Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, trân trọng, gìn giữ vẻ đẹp cuộc sống cho các em thiếu nhi. Đây là năm đầu tiên câu lạc bộ Mỹ thuật sáng tạo nhí Lai Châu tổ chức triển khai triển lãm. Được biết, câu lạc bộ Mỹ thuật sáng tạo nhí Lai Châu hiện có 30 thành viên, đa số các thành viên là các bạn trẻ, các em thiếu niên nhi đồng yêu thích hội họa tham gia. Và chị Lưu Thị Nga là chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã và đang góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng hội họa, một cách nâng cao khả năng sáng tạo và tư duy trừu tượng, tư duy logic, giúp các em nhỏ hình thành một đam mê và gu thẩm mỹ cho riêng mình. Từ cuối tháng 6 đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã có 115 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại 5 xã, 13 bản với trọng lượng tiêu hủy gần 4,2 tấn. Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp, huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tiến hành khoanh vùng dịch, thực hiện phun tiêu độc khử trùng và rắc vôi xung quanh khu vực chăn nuôi, khuyến cáo nhân dân không thực hiện tái đàn thời điểm này. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo tăng cường xuống địa bàn từng xã thị trấn để vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để dịch tả lợn không lây lan ra các xã. Vụ mùa năm nay, huyện Sìn Hồ gieo cấy 5.190 ha lúa, tăng 120 ha so với vụ mùa năm ngoái do một số diện tích đất được khai hoang mới. Cơ cấu giống chủ yếu là lúa thuần. Đến thời điểm này, diện tích trà sớm đã bắt đầu cho thu hoạch với diện tích khoảng 200 ha, tập trung tại Nậm Tâm, Ma Quai và Non Hẻo. Năng suất ước đạt 47 tạ một ha, tăng trên 1,5 tạ một ha so với vụ mùa năm ngoái. Đối với trà chính vụ đang trong giai đoạn chắc hạt, trà muộn đang thời kỳ trổ bông. Hiện nay, huyện Sìn Hồ đang chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín, đồng thời tiến hành làm đất, gieo trồng cây vụ đông.
Thưa quý vị, trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh thành trong cả nước, để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã chỉ đạo trạm y tế các xã trên địa bàn của toàn huyện triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và đội ngũ nhân viên y tế. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện công điện số 1212 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh. Những ngày vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã thắt chặt công tác kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ngay từ cổng bệnh viện, với quyết tâm cao không để dịch COVID-19 xâm nhập. Trung tâm đã thực hiện sàng lọc, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân ra vào bệnh viện tại cổng chính. Chuẩn bị vật tư y tế, rà soát dự trù cơ số thuốc điều trị khi có trường hợp mắc bệnh. Chuẩn bị xe cứu thương, sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 giờ phục vụ công tác phòng chống dịch. Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp của chủng virus corona hiện nay thì Trung tâm Y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch và cùng tham mưu cho Ủy ban huyện là xây dựng cái kế hoạch ứng phó với phòng chống dịch, và đặc biệt nhất là cũng đã cùng với ban chỉ đạo huyện họp giao ban trực tuyến về cái công tác phòng chống dịch. Trong khi thực hiện những cái công văn chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh của huyện cấp trên thì Trung tâm Y tế cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt nhất là chỗ hiện nay chỗ trường học đã đi tiêu trùng khử độc và phổ biến tuyên truyền. Hiện nay trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở một số địa phương trong cả nước, Trung tâm Y tế huyện cũng đã triển khai kích hoạt lại các tổ công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 một cách chặt chẽ. Yêu cầu cán bộ y tế luôn tuân thủ theo đúng các quy trình hướng dẫn nhằm đạt kết quả tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong quá trình điều trị. Khoa truyền nhiễm là một đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp mà đi từ vùng dịch về khi có biểu hiện như ho, sốt, đau tức ngực, khó thở thì khoa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và khám sàng lọc những các trường hợp đó và lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra bên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Và cũng đồng thời là khoa cũng đã bố trí các khoa phòng, các phòng và có trang thiết bị đầy đủ. Hiện nay với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè cũng đã yêu cầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bố trí khu cách ly ở vị trí gần buồng khám sàng lọc, đảm bảo thông thoáng và tách biệt khỏi các khoa phòng khác của bệnh viện. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi tham gia khám sàng lọc, chăm sóc và điều trị người bệnh nghi ngờ hay nhiễm COVID-19. Năm 2020 là tròn 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực tiễn, tạo nên sự chuyển biến sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn của huyện Tân Uyên. Phong trào thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, giữ vững an ninh trật tự. Gia đình ông Lò Văn Sẵn ở bản Phiêng Hào, xã Mường Khoa là điển hình tiêu biểu nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Gia đình ông có 3 thế hệ cùng chung sống nhưng luôn hòa thuận, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, gia đình ông còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, là hộ phát triển kinh tế giỏi, mỗi năm thu nhập hơn 120 triệu đồng. Vận động trong thành viên trong gia đình để chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không mắc các tệ nạn xã hội. Ngoài ra là bản thân thì cũng vận động bà con nhân dân trong bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và góp phần để xây dựng cái nông thôn mới. Thì là ở bản thì cũng không có mắc tệ nạn xã hội. Là một trong những khu dân cư điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện. Thời gian qua, tổ dân phố 21 thị trấn Tân Uyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động hơn 210 hộ dân trong tổ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Hàng năm trong tổ có trên 97% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa liên tục từ năm 2010. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên đường lối chính sách của Đảng và nghị quyết của các thị trấn, huyện ủy, tỉnh và trung ương, là tuyên truyền đến tận cho nhân dân được hiểu và biết
để thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện làm sao để đạt được gia đình văn minh, lịch sự và văn hóa cho toàn xây dựng nông thôn phát triển thành bền vững. Đến nay, toàn huyện có gần 10.700 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm gần 87% và hơn 80% số bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Cùng với đó, các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được triển khai sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống. Đặc biệt, đời sống của người dân được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn gần 9,4%. Sau khi tổng kết 20 năm kết quả triển khai phong trào trên địa bàn huyện, các đời sống từ tinh thần đến vật chất của bà con nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Uyên đã có rất nhiều câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo cũng đã được bà con nhân dân tích cực tham gia ủng hộ. Phong trào xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, các thiết chế thể thao cũng được bà con nhân dân thực hiện và có nhiều cách làm sáng tạo. Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đạt kết quả tích cực, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và đời sống văn hóa của người dân.